nay mình vừa được học một cái cách pha nước chấm này, nó tỷ lệ pha nó cực kỳ đơn giản đấy, và mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Mà mình uống ăn cái nước mắm này mình thấy cực rất là ngon đấy. À, tỷ lệ pha ở đây là mình dùng này, một thìa ăn phở đường này, đấy là một thìa ăn phở đường này. Và cái nước đun sôi này các bạn dùng theo cái tỷ lệ là một thìa đường này, các bạn dùng 1 đến 2 thìa nước đun sôi tùy theo các bạn thích ăn mặn hay là ăn vừa cái nước mắm của mình nhé. Đây là mình sẽ dùng 2 thìa ăn phở nước đun sôi này, dùng nước đun sôi để mình hòa cái đường này cho nó tan. Và khi mà hòa tan xong thì mình sẽ để cho cái nước này nó nguội, sau đó mình mới cho nước mắm chanh và ớt đỏ rồi. 1 thìa ăn phở đường này, 2 thìa ăn phở nước đun sôi này, hòa tan đi. Một thìa ăn phở nước mắm này, một thìa ăn phở nước mắm như này nhé. Theo cái tỷ lệ là một thìa đường, hai thìa ăn phở nước nọc đun sôi, một thìa nước mắm, một thìa ăn phở nước mắm. Và một thìa ăn phở nước chanh hoặc nước quất là khoảng một quả chanh nhỏ nhé. Tỷ lệ 1:1 và 2 nước. Những tất cả các thứ đều là 1 nhưng mà riêng nước thì là dùng 2. Còn bạn nào thích ăn nước mắm nó đậm thì các bạn dùng tỷ lệ 1 nước nhé. Đây một thìa ăn phở nước mắm và nước chanh. Khi mà mọi thứ đã hòa với nhau như này rồi và cái nước mắm này nó cũng nguội rồi, nghĩa là mình cho chanh vào khi mà cái nước mắm nó đã nguội rồi thì các bạn băm cho mình ớt và tỏi, băm nhỏ, mỏng, nhỏ, và chúng ta sẽ cho vào sau cùng. Thì lúc vậy thì cái nước mắm của chúng ta nó sẽ nổi được cái phần tỏi ớt này nó lên trên, sẽ cực kỳ ngon và hấp dẫn nhé. Pha nước chấm như này chúng ta ăn với gà luộc, ăn với bún chả, các loại bún chấm, ăn với các loại phở cuốn, nem cuốn, chả giò đều rất là ngon ấy, khi chúng ta pha cái tỷ lệ vào nhé. Đấy, băm thật nhỏ như vậy. Cho lên cuối cùng như này thì nó sẽ nổi cái tỏi ớt lên trên, thì nhìn nó sẽ cực kỳ hấp dẫn nhé. Hai tép tỏi, một trái ớt chỉ thiên. Không ăn được cay thì các bạn có dùng ớt sừng cũng được nhé. Các bạn, thì chúng ta sẽ có, dù chúng ta có đảo đều lên thì cái nước chấm của chúng ta nó cũng rất là nổi ở trên, rất là đẹp nha. Đây ạ, cái phần nước chấm này nó rất là ngon, cả nó vừa vặn ấy, nó không bị nhạt quá, không bị mặn ấy, vị ngọt ngọt chua chua cay cay và thơm của mình vào rất là ngon ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Và trước khi dùng video mình sẽ lưu ý là các bạn chỉ có thể cho ít mùi này, ta này các bạn băm lên, còn nếu ăn với gà thì các bạn cho ít lá chanh hoặc là rau răm lên trên nhé.